cực kỳ nhiệt thành và thân thiện. Chính vì vậy chúng ta là lời chúc của tặng cho hòa bình, sự đoàn kết và thành công. Và ngày hôm nay thì bạn bồ côi của chúng tôi xin biểu diễn hàng bài lời chiến công. Nhưng bạn ấy sẽ phải vượt qua năm vòng tròn tận trường trò năm trường lục. Tôi sẽ hỏi rằng năm trường lục gặp nhau, một tràng pháo tay để cổ vũ cho đội chúng ta. Vâng, với nhiệm vụ khá như vậy, không biết đại bàn của đội chúng ta có hoàn thành sứ mệnh của mình hay không, chúng ta sẽ chờ đón xem nhé. Vâng, rất nhanh chóng khi ta đã kết nối được bốn trụ cột nhau, mỗi lần sẽ là nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ khó khăn nhất từng là. Bên mặt trời, các thể giao lưu với bạn này, những khán giả chúng ta sẽ cùng tham gia một trò chơi để cách sự và cầu lòng của bạn nhé. Vâng, trò chơi như sau, quý khán giả chúng ta sẽ cầm trên tay một tờ tiền. Nhiệm vụ của bạn về mặt trời chúng ta sẽ là quay tới lấy tờ tiền đem về cho huấn luyện viên của mình. Và để tham gia trận này thì quý khán giả chúng ta sẽ cầm sẵn trên tay một tờ tiền. Khi hướng dẫn viên tôi mời lên thì quý khán giả chúng ta sẽ tại vị trí mình ạ. Vâng, chúng ta đứng tại vị trí mình và giơ ngang cánh tay cùng với tờ tiền nhé. Và quý vị khán giả chúng ta sẽ lưu ý thêm một xíu ạ. Chúng ta tham gia lần lượt từ 11. Bởi vậy, trong khi có một khán giả đang tham gia thì tất cả những khán giả còn lại chúng ta cùng nhau đã cánh tay cùng với tờ tiền ạ. Vâng, tôi xin mời quý vị khán giả chúng ta tham gia. Vâng, xin mời bạn đứng lên từ 11. Kia nó tới đó. Thank you.
tôi sẽ tuyển vọng của trung tâm ạ. Của trung tâm Vân Nam. Vâng, ở phía sau có rất nhiều những anh chàng quý vị đó ạ. Vâng, văn hóa ra thì quay trở lại đúng không ạ? Vâng, thật là dũng cảm ạ. Vâng, tôi xin mời bạn Hà Nam trước ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Chúng ta ở phía trên cùng chúng ta vừa đi chuyển xuống phía dưới xuống ạ. Vâng, ở phía dưới còn rất